khi mà tìm hiểu nguồn gốc của thánh Nicola như nào, chúng ta sẽ nói qua một chút về niên đại. Thế thì hiện nay niên đại xuất hiện của thánh Kinh Veda vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu. Trong đó thì các học giả Ấn Độ thường đưa ra thời gian xuất hiện sớm hơn so với các học giả châu Âu. Và điều này thì có lẽ xuất phát từ tinh thần dân tộc họ. Bởi vì nếu như thánh Kinh Veda xuất hiện càng sớm bao nhiêu và càng cổ bao nhiêu thì giá trị của nó sẽ như nào ạ? Sẽ càng quý bấy nhiêu, đúng không ạ? Một vị giáo sư cho rằng nhiều tài liệu Veda đầu tiên đã có từ 2.000 năm và thậm chí là 2.500 năm trước Công Nguyên. Và như vậy thì cho đến nay niên đại sáng tác, tư tấm và biên soạn Kinh Veda vẫn chưa được xác định một cách chính xác, song chúng ta có thể phán đoán rằng thời gian sáng tác, tư tấm và biên soạn Kinh Veda diễn ra trong một khoảng thời gian rất là lâu dài. Và hiện nay thì cũng có những bằng chứng người ta nói rằng nhiều tài liệu Veda đã được lưu truyền vào thế kỷ 15 trước Công Nguyên. Về nguồn gốc của thánh Kinh Veda thì người ta đang đưa ra hai cách lý giải, trong đó thì cách lý giải thứ nhất mang đậm màu sắc thần thoại tôn giáo, người tổ cho rằng thánh Kinh Veda là những chân lý thiên giải do thần linh, do đấng sáng tạo vũ trụ này đã mách bảo cho con người. Chính vì vậy cho nên những chân lý Veda là tuyệt đối, từ nó tồn tại và chưa thời gian. Nó giống như là các định lý, các nguyên lý toán học vậy. Chính vì vậy cho nên dẫu cho con người có biết đến nó hay không thì nó vẫn tồn tại. Người ta giải thích rằng cứ một khoảng thời gian nhất định nào đó thì thần Brahma, thần là vị thần toàn năng nhất, thần sẽ sáng tạo ra các bậc đạo sĩ có khả năng thấu thị, tiếp thu những chân lý Veda, sau đó truyền lại cho nhân loại. Chính vì vậy cho nên nó tồn tại vĩnh hằng, bất biến với thời gian. Trong khi đó, cách lý giải thứ hai người ta lại nói hoàn toàn ngược lại. Người ta cho rằng thánh Kinh Veda không phải là những chân lý thiên cải nào cả, nó không phải do một nhân vật nào sáng tác, đơn giản nó chỉ là một bộ sách sưu tầm thâu lược lại những câu ca dao nói về sự giàu đẹp và hùng vĩ của thiên nhiên Ấn Độ, những phong tục tập quán, những quan điểm. Chính vì vậy cho nên tri thức trong Kinh Veda là hệ thống những tri thức tổng hợp gồm triết lý, thuần thải, tôn giáo, lễ nghi, phong tục tập quán, vân vân. Người ta nói rằng trong một khoảng thời gian dài thì đã được con người thuộc lòng và truyền khẩu cho nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, mãi sau này thì được người ta sưu tầm và ghi chép lại bằng một thứ tiếng phạn cổ và gọi đó là Kinh Veda. Chữ Veda này bắt nguồn từ các từ Vích, nghĩa là tri thức nguyên bác của Phong Thái. Về kết cấu của thánh Kinh Veda thì người ta chia làm 4 tập, đó là Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda và Atharva Veda. Sau đó quan trọng nhất là tập Rig Veda gồm có 1028 bài thơ. Trong mỗi bộ Kinh Veda được chia làm 4 phần, đó là Mantra, tức là thánh ca cầu nguyện thần linh dưới dạng thơ ca, Brahmana, tức là bản chí gồm những bài kinh cầu thần chú, các nghi lễ dành cho giới tế tử, Aranyaka là các bài dành cho các tu sĩ khổ hạnh, và Upanishad gọi là áo nghĩa thư, là những bài chú giải có tính chất triết học giải thích ý nghĩa sâu xa của Kinh Veda. Đó là chúng ta vừa nói xong nguồn gốc và kết cấu, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần trọng tâm nhất, giá trị nội dung. Về phần này thì nhóm xin đưa ra hai cái nội dung, đó là những nội dung có giá trị văn học và những nội dung có giá trị tư tưởng triết học tôn giáo. Chúng ta đi vào phần thứ nhất. Như chúng ta đã nói với nhau ngay từ đầu đúng không ạ? Cùng với hai bộ tử thi đồ sổ Mahabharata và Ramayana, thánh Kinh Veda được đánh giá là một trong hai bộ phận quan trọng của nền văn học Ấn Độ thời cổ đại, và nội dung của nó thì giống như tập giáo trình. Trong bốn tập Kinh Veda thì ba tập kinh trên, tức là tập Rig Veda, Samaveda và Yajur Veda, là những bài ca và những bài cầu nguyện phản ánh tình hình người Aryan tràn vào Ấn Độ, là bọn Aryan vào xâm lược Ấn Độ ạ. Tình hình tan rã của chế độ di động và tình hình cư dân đấu tranh chống lại thiên tai như là lũ lụt, hạn hán, vân vân. Còn tập kinh thứ tư, tức là tập Atharva Veda, là những bài thần chú, nhưng mà nội dung của nó lại đề cập đến các mặt như là chế độ đẳng cấp, việc hành quân, chữa bệnh, đánh bạc và cả tình yêu nữa. Trong giáo trình có trích dẫn chúng ta một đoạn thơ nói về hình ảnh của vị thần Shetindra, nó thể hiện lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ sâu sắc của con người đối với những chiến công anh liệt, đối với những việc làm hết sức vĩ đại mà vị thần này đã làm cho con người. Tôi muốn ca ngợi sự tích anh hùng của thần Indra, những chiến công của vị thần trên đôi ấy, ngài đã chém con ác long trước nước mưa tuôn chảy và vượt qua các đồng trên non cao. Và đặc biệt trong tập Atharva Veda, người ta có nói những một đoạn thơ tỏ tình, ngôn ngữ rất bình dị, trong sáng, gần gũi, mộc mạc, chân thành, từng lời ăn tiếng nói trong đời sống sinh hoạt của con người, nhưng cũng rất hiện đại. Như gió lay hoàng cỏ, anh lay chuyển lòng em, rồi em sẽ yêu anh và không rời anh nữa. Chúng ta sẽ đi sang phần thứ hai là những nội dung có giá trị tư tưởng triết học tôn giáo. Sở dĩ mà cái nội dung này được phản ánh trong tập Kinh Veda thì có lẽ nó xuất phát từ thực tiễn của đất nước Ấn Độ thời cổ đại, bởi vì thực tiễn luôn luôn là cơ sở của nhận thức.
thật là phù. Trước những hiện tượng tự nhiên và xã hội ẩn chứa nhiều điều rất kỳ diệu và mạnh mẽ. Nó vốn là cái nơi sinh tồn và phát triển của con người, nhưng lại luôn gây ra cho họ không biết bao nhiêu lá tai họa và bất chắc khôn lường. Chính vì vậy cho nên nó đã làm nảy sinh trong thế giới quan, trong nhận thức, trong tư duy của người đất Ấn Độ những tư tưởng, những quan niệm và tự giải về những hiện tượng phức tạp của thế giới tự nhiên. Và sau đấy chúng ta tạm gọi đó là thế giới quan triết học, là tư duy triết học. Vậy thì thế giới quan đó như thế nào và tư duy đó như thế nào, chúng ta sẽ cùng lần lượt tìm hiểu qua hai khía cạnh về chủ đề, về mặt tự nhiên và về mặt xã hội. Cái thứ nhất, cách nhìn nhận đối với thế giới tự nhiên. Thế thì trước những hiện tượng phức tạp của thế giới tự nhiên có rất nhiều mầm mống tai họa, nó đe dọa đến cuộc sống thường ngày của người dân Ấn Độ, họ đã làm gì? Họ đã sáng tạo ra một thế giới các vị thần linh để giải thích cho những hiện tượng phức tạp của thế giới tự nhiên ấy. Người tổ tiên và giải thích rằng trong vũ trụ này đồng thời tồn tại ba thế lực có liên tới mật thiết với nhau, đó là ai ạ? Thần linh, con người và ác quỷ. Tương ứng với ba thế lực này thì trong vũ trụ này cũng có ba cõi chính là nơi sinh tồn của ba thế lực ấy, đó chính là thiên giới, trần gian và địa ngục. Người ta nói rằng cùng với trời tức là cha, tức là tinh thần, tức là kỳ dương, có mẹ là đất, là vật chất, là kỳ âm. Âm dương có rồi biết ra là gì ạ? Chính bởi trời cha đất mẹ đã giao hoan giao cảm với nhau cho nên đã sinh ra và nuôi dưỡng vạn vật muôn loài. Người ta còn nói rằng thần và đáng hao hoa là vị thần toàn năng nhất, thần là vị thần tối cao nhất. Tuy nhiên ở mỗi cương vực thế giới khác nhau, chúng ta thấy xuất hiện trong hành tinh Veda rất nhiều vị thần chia nhau ra để cai quản các vực thế giới ấy. Và trong đó người Ấn vẫn thường nhắc đến ba vị thần đại diện cho ba cương vực thế giới, đó chính là thần lửa Agni cai quản ở hạ giới, thần gió Eo cai quản ở không trung và thần mặt trời Ra cai quản ở thiên giới. Nhìn lên màn hình các bạn thấy đây là hình ảnh của thần lửa Agni. Đây là thần lửa Agni, thần có đặc điểm đó là mình có màu vàng và đỏ, có hai đầu, bảy lưỡi và bốn tay. Tay thứ nhất, ngài cầm một cây rìu, có lẽ là ngài dùng nó để đốn củi. Tay thứ hai, ngài cầm một ngọn đuốc và tay thứ ba, ngài cầm một cây quạt và tay thứ tư, ngài cầm một chuỗi hạt. Thần lửa chúng ta di chuyển bằng cách đó là cưới được một con cừu đực. Có lẽ ngài chọn giống đực bởi vì nó luôn khỏe trong cái. Đi trên một chiếc xe có bảy con ngựa kéo, khói đặt lửa, đó là bánh xe. Thần lửa đi đến đâu là lửa chạy đến đó. Và nghe ra có vẻ rất kinh hoàng đúng không ạ? Tưởng chừng như thần đang đi tiêu rủi cả thế gian này. Nhưng mà không sao cả, bởi vì trong tâm thức của người dân Ấn Độ, thần lửa Agni là thần bảo hộ cho loài người. Thần đi đến đâu là tỏa ánh sáng đến đó. Thần đi đến đâu là thần mang theo hơi thở ấm áp để sưởi ấm cho toàn nhân loại. Và vị thần thứ hai cai quản không trung thì rất là tiếc, bởi vì hôm nay mình không có được tấm hình nào về thần Pu, bởi vì các bạn biết rằng thần gió thì tốc độ của nó như nào ạ? Di chuyển rất nhanh và cai quản của công tôn thế, ngài thần di chuyển trên hỏa mới rất rộng. Chính vì vậy cho nên mặc dù trong một tuần qua mình có phối hợp với bộ phòng không quân để túc trực 24/24 giờ chụp một bức hình về thần Pu, nhưng mà thần di chuyển quá nhanh cho nên là không chụp kịp. Tuy nhiên mình đã kịp nhìn thấy thần, mình có thể miêu tả lại các bạn như sau. Thần Pu có đặc điểm đó là mình trắng. Thần di chuyển bằng cách là cưỡi lên một con linh dương, mang theo một cổ cung tên với khí thế ngoài phong dũng mãnh. Mặc dù trong thần thế không được đẹp trai cho lắm. Và vị thần thứ ba đó là thần mặt trời Surya. Chúng ta có ảnh của thần mặt trời Surya. Thần có đặc điểm đó là mình có màu đồng đỏ. Thần di chuyển bằng cách thần có một cái phong cách rất đặc biệt. Các bạn biết là gì không ạ? Ngài để lâu. Tóc và râu của ngài thì có màu vàng. Thần di chuyển bằng cách đó là cưỡi lên một chiếc xe chỉ có một con ngựa kéo, có lúc do con rồng Naga kéo và chiếc xe chỉ có một bánh rất đặc biệt đúng không ạ? Thần còn đổi vương miện và đeo vòng, tất cả đều đòi hảo quang chiếu rọi khắp nơi. Và như chúng ta đã nói, ngoài ba vị thần này thì chúng ta thấy trong thánh Kimbala còn xuất hiện rất nhiều vị thần khác. Ví dụ đây là thần Brahma, thần sáng tạo. Ok, vậy thì họ đã sáng tạo ra rất nhiều vị thần để giải thích cho những hiện tượng phức tạp của thế giới tự nhiên. Vậy thì thái độ của họ sẽ như thế nào với các vị thần? Theo bạn, họ sẽ coi trọng các vị thần hay là coi thường các vị thần ạ? Coi trọng. Ok, câu trả lời của bạn là coi trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ mời vị thần đưa ra phương đúng. Rất chính xác đúng không ạ? Họ đã say mê gửi gắm tâm hồn mình vào cuộc sống tự nhiên, vào thế giới của các vị thần tinh ấy. Chính vì vậy cho nên họ rất tôn tín ngưỡng, hiến tế và cầu nguyện. Bất cứ có việc gì liên quan đến bản thân, đến gia đình, đến tổ tộc thì họ đều làm lễ cầu nguyện. Ví dụ cầu nguyện khi cưới vợ, chúc phúc thì sinh con, cầu chúc mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt.
trẻ mãi không già, tiền vô như nước vỡ bờ, tiền ra nửa bọt như cà ve phim. Nói tóm lại họ rất là tin tưởng vào các vị thần. Vậy thì chúng ta có nhận ra gì từ việc họ đưa ra hình ảnh các vị thần? Nhóm của hai nhận định như sau. Trước hết, đó là trước những hiện tượng phức tạp ở giới tự nhiên, họ giải thích bằng hình ảnh các vị thần. Trước hết, đây là một cái nhìn nhận sự tồn tại của thế giới tự nhiên còn mang đậm màu sắc thần thoại tôn giáo, còn chưa nắm bắt được quy luật vận động thế giới tự nhiên, và cái nhìn này rất là chất phác, nó mang màu sắc mê tín tín ngưỡng, đúng không ạ? Và theo nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin thì đây là một sự bế tắc và bất tử con người trước hoàn cảnh. Tuy nhiên, nếu đặt câu hỏi rằng có phải lúc nào cái niềm tin vào các vị thần cũng là tiêu cực hay không, thì câu trả lời của nhóm sẽ là không, bởi vì đây không chỉ là cái niềm cái sự mê tín đơn thuần, mà nó là xuất phát từ cái niềm tin chân thành, là cái niềm vui, niềm hạnh phúc của họ, là cái sự khẳng định lẽ sống của mình. Và phải chăng cái niềm tin chân thành đó sẽ là một cái nguồn động lực vô cùng to lớn để giúp cho những con người sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt vượt qua những biến cố của cuộc đời và hướng về một tương lai tươi sáng hơn? Và nếu như quả thực trong cuộc đời này có kiếp trước kiếp này và kiếp sau, thì các bạn sẽ tin rằng mình sẽ ở đâu vào kiếp sau? Trên đường. Ok, rất nhiều bạn trên đường, còn mình vẫn còn lưu truyền với nhân tình để thái chú thần gian lắm. Chúc các bạn lên trên đường vui vẻ. Còn thứ hai đó là thực tiễn đạo đức và nhận thức xã hội. Có nghĩa là ngoài những sự giải thích về tự nhiên, thì những cái vấn đề phát triển trong xã hội cũng nảy sinh nhận thức của người Ấn Độ, và chúng ta sẽ tìm hiểu xem thế nào. Thì về cái phần đạo đức, mình nói tóm gọn hơn, đó là trong hoàn cảnh phức tạp của xã hội như vậy, người Ấn Độ vẫn rất là lạc quan, họ có một cái nhìn rất là tích cực về tương lai phía trước. Và để thấy được điều này, trong thời điểm của hạn, nhóm xin đưa ra một cái điều được trích ra từ trong phần thực tiễn đạo đức và nhận thức xã hội, chúng ta thấy nội dung của nó. Nội dung của nó như sau, đây là điều thứ năm. Người ta vẫn luôn khuyên dạy con người có đời sống đạo đức và không tham lam. Nội dung của điều thứ năm đó là gì? Người giàu có thế nào cũng cho người nghèo túng, vì thấy rằng tiến trình của cuộc sống sau này thì sự giàu có nó cũng giống như vòng quay của bánh xe, lúc chúng đến với người này, lúc chúng đến với người khác. Có nghĩa là gì? Dẫu cho bây giờ họ có xuất thân như thế nào đi chăng nữa, dẫu cho bây giờ họ đang sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa, người ta vẫn tin rằng cuộc sống này là công bằng, thế giới luôn luôn đón nhận họ. Và phải nói rằng đó là một cái tư duy rất tích cực, là một cái tinh thần rất lạc quan, phù hợp với người Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Ai giàu bác họ, ai có bác đời, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi có khúc nhà có lúc. Đó là những lời khuyên mà người Việt Nam chúng ta vẫn thường khuyên bảo nhau trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn, trong những lúc gặp những điều không mong muốn. Và cái tinh thần tích cực đó thì chúng ta có nên học tập ạ? Có ạ. Khác với rất nhiều bạn, tuồn cái là ra cầu làm viên tính nhìn xuống nước, đúng không ạ? Ra sông tô lịch. Nói tóm lại, thành kinh Veda nó vừa có giá trị văn học, lại vừa có giá trị là để chỉ giải thích các hiện tượng sự vật riêng lẻ thế giới có tính chất tự nhiên, mà qua đó người Ấn Độ đã đưa ra được cái chung, cái bản chất, cái nguyên lý duy nhất tối cao của thế giới. Và những bài thành kinh Veda nó là một di chúc nên thơ về phản ứng tập thể của một dân tộc trước một điều kỳ diệu và huy hoàng của cuộc sống. Đó là nhận định của một ai đó. Và cái niềm tin của họ đã thân thái hóa mọi sự vật hiện trường và sức mạnh của thế giới tự nhiên. Nhưng chúng ta cũng phải thấy rằng đó là một niềm tin của một dân tộc có tự sáng tạo mạnh mẽ ngay từ thời bình minh của loài người, của sơ khai. Và họ có ý thức lý giải cái bí ẩn, cái tiềm tàng, cái vô tận trong cuộc sống. Và phải chăng đó là một tiền đề quan trọng cho sự phát triển của một dân tộc bước vào thời đại của văn minh? Bài của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Ngoài